Câu chuyện về nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1990, công tác tại khoa hô hấp Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng, cấp cứu cho bé 7 ngày tuổi, ngưng tim, ngưng thở do sặc sữa ngay trên xe taxi, đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Hành động đẹp của nữ điều dưỡng đã khiến nhiều người cảm động, nhưng câu chuyện cũng cho thấy sự cần thiết phải trang bị kỹ năng sơ cứu trong cộng đồng. Những kỹ năng này rất dễ học, dễ thực hành mà lại có thể cứu người trong chỉ khoảnh khắc. Mười một ngày trước, người mẹ này đã nghĩ rằng không còn cơ hội để bồng con trên tay. Tối mùng 4 tháng 7, vợ chồng chị pha sữa cho con. Có lẽ vì cho con uống quá nhiều nên cháu bị sặc sữa. Gia đình lại không biết cách sơ cứu nên khi thấy con có biểu hiện ngưng thở, tím tái, cả nhà vô cùng hoảng loạn. Chỉ biết bế con chạy xuống nhà gọi xe để đưa đi cấp cứu. Tôi cho con bú thì tôi cũng chủ quan, bé xuống thì đi vệ sinh. Đi vào nhà vệ sinh thì tầm cũng ngoài 10 phút đấy thì ra thì thấy cháu đã tím, đã sặc. Lúc ấy thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Nó quính rồi, không làm sao, không biết cách sơ cứu, lúc đấy cũng không nghĩ được phải làm gì ấy. Khi tiếp nhận em bé thì lúc đấy em bé đã không còn mạch đập ạ. Và tôi liên tục cấp cứu em bé trên đường xe taxi chạy đến bệnh viện Thủy Nguyên trong thời gian khoảng 4 phút. Và khi đến bệnh viện Thủy Nguyên thì anh chị đội ngũ bác sĩ ở đấy tiếp tục cấp cứu cho em bé có mạch và hồng hào trở lại. Khoảng 10 phút sau, xe taxi tới bệnh viện Thủy Nguyên. Sau thời gian cấp cứu, bé sơ sinh có mạch đập trở lại và chuyển tuyến cho bé tới bệnh viện trẻ em Hải Phòng để điều trị chuyên sâu. Giờ đây, khi lại được bế con trên tay, chị Hiền vừa vui mừng vừa hối tiếc. Hối tiếc vì đã không đọc tài liệu, không trang bị kỹ năng sơ cứu cho con trẻ, nhất là sơ cứu sặc sữa. Cũng không dám nhìn con mà cũng chị Thảo thì cũng bảo cách sơ cứu búng bàn chân con để con phản xạ lại, cũng không làm, cũng không nghĩ được gì ạ. Cái việc học sơ cứu cho người dân, đặc biệt là các bà mẹ đang trong quá trình nuôi con nhỏ là rất quan trọng. Và tôi cũng mong là mỗi người dân nên học, biết cách sơ cứu, các ông bố bà mẹ lên học những cái khóa cấp cứu cơ bản. Một thực trạng đáng buồn hiện nay là người dân, các bậc cha mẹ luôn nghĩ rằng việc sơ cứu là việc của nhân viên y tế, mặc dù ngoài cộng đồng. Trong khi đó, người ở gần trẻ nhất, bên cạnh trẻ nhiều nhất lại là các bậc cha mẹ. Chỉ có thể sơ cứu tại chỗ, ngay lập tức trong thời gian vàng thì chúng ta mới có thể cứu sống được trẻ. Tôi cũng biết trường hợp sặc sữa rất là nguy hiểm nhưng mà tôi cũng chưa biết là xử lý như nào. Những cái vấn đề sơ cứu này tất nhiên cái đầu tiên là của nhân viên y tế. Người dân thì cái này muốn biết thì cũng phải học, phải được đào tạo mới biết được. Chứ không tự nhiên mình không biết được. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng với hành động tốt đẹp của điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo. Tại lễ biểu dương, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết, điều dưỡng Thảo đã có một hành động ý nghĩa, thể hiện bản năng của một người mẹ, một người làm trong ngành y để cứu giúp được một sinh mạng. Lãnh đạo thành phố mong muốn lan tỏa hình ảnh đẹp này thật rộng rãi, không chỉ là tôn vinh hình ảnh của điều dưỡng Thảo, mà còn là tôn vinh hình ảnh của ngành y, để mỗi người thấy rằng trong xã hội này còn rất nhiều điều có giá trị, đáng trân trọng. Thực hiện theo đúng lời của Bác Hồ chỉ dạy, đó là lương y phải như tử mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền. Và những hình ảnh đó tôi mong là sẽ lan tỏa ra toàn thể bệnh viện cũng như ngoài xã hội. Tôi cũng biết rất biết ơn chị Thảo như tất cả các bác sĩ. Trong cái cứu hôm đó đã cứu con em. Qua 11 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe cháu bé đã bình phục. Dự kiến trong chiều nay, cháu bé được ra viện. Những ngày nằm điều trị trong bệnh viện, điều dưỡng Thảo luôn có mặt bên cạnh để theo dõi chăm sóc bé. Chị như người mẹ thứ hai của bé, cả khi bé nằm viện lẫn sau này. Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM vừa thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt đầu tiên tại Việt Nam.
cho bé gái mắc hội chứng vô cùng hiếm gặp. Bởi từ khi chào đời, trẻ bị xuất huyết tiêu hóa 3 lần, phải truyền máu khối lượng lớn và phải nhập viện rất nhiều lần. Cụ thể, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bệnh nhi 3 tuổi quê ở Bình Thuận mắc hội chứng rối loạn khiến các tĩnh mạch dẫn máu ra khỏi gan bị hẹp hoặc là bị tắc do cục máu đông. Trước đó, bệnh nhi và mẹ được xét nghiệm gen và có kết quả là giảm protein C gây tăng đông và tạo nên các huyết khối làm tắc nghẽn mạch máu. Đến năm 2024, bệnh nhi bị suy gan, sơ gan và có chỉ định phải ghép gan. Với tình trạng vô cùng đặc biệt hiếm gặp, khác hẳn so với những ca ghép gan trước đây, bệnh nhi lại có cấu trúc mạch máu bất thường dẫn đến việc phẫu thuật rất khó khăn. Ngoài ra, tình trạng bị tăng đông mạch máu có thể dẫn đến huyết khối sau ghép, cần phải dùng thuốc kháng đông. Do đó, để chuẩn bị ca ghép này, các bác sĩ của khoa gan mật tụy và ghép gan phải hội chẩn trong 2 tháng với các chuyên gia đến từ Bỉ. Tuy nhiên, rất may mắn, ca ghép gan được thực hiện ngày 1 tháng 7 năm 2024 và sau ghép 8 ngày, bệnh nhi đã bắt đầu có những chuyển biến vô cùng tích cực. Thưa quý vị, tình hình cháy nổ tại Hà Nội thời gian vừa qua diễn biến hết sức phức tạp, để lại nhiều thiệt hại rất nặng nề. Ngoài việc chủ động trang bị các thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà cao tầng, khu chung cư, nhiều nơi cũng tổ chức việc tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy vào buổi tối để nâng cao tính chủ động, phòng ngừa hỏa hoạn từ sớm, từ xa. Và hoạt động này rõ ràng đã và đang nhận được sự quan tâm, ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo người dân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14. Đây là một buổi hướng dẫn thực hành kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ được Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức tại tòa nhà HT Mall City, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, người dân sẽ được cán bộ hướng dẫn phân biệt các loại bình chữa cháy, cách sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy, cách sử dụng mặt nạ phòng độc. Đặc biệt, người dân cũng được trực tiếp tham gia mô hình trải nghiệm thoát hiểm nhà khói. Háo hức, chăm chú là tâm trạng chung của những người có mặt trong buổi trải nghiệm. Những cái hình ảnh như là bình chữa cháy hay là mặt nạ phòng độc thì rất là quen thuộc, mình nhìn thấy rất là nhiều trên TV cũng như là ở tủ phòng cháy chữa cháy ở các sảnh hành lang thì đều có và mình nhìn quen thuộc. Thế nhưng mà những người mà thực sự chạm vào và sử dụng nó thì gần như là rất là ít. Chỉ có những cái trường hợp khẩn cấp lắm thì là mới dùng đến nó thôi. Vậy cho nên là những cái buổi như thế này thì nó rất là hữu ích, bởi vì là mọi người được thực hành những cái thiết bị mà tưởng như quen thuộc nhưng mà gần như là không ai biết cách sử dụng. Mà được tập huấn và trải nghiệm như thế này thì đã nâng cao tất cả các cái kỹ năng về phòng chống và kỹ năng thoát nạn và các kỹ năng cơ bản, như là tạo cho một người ta một cái lề lép và có một cái động thái để khi mà xảy ra sự cố cháy nổ tại tòa nhà. Nhờ những buổi trải nghiệm như thế này mà lực lượng chữa cháy tại chỗ đã có thêm kiến thức trong việc kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị tại tầng hầm, hành lang, tòa nhà chung cư. Bộ phận kỹ thuật cũng là cái thành viên của chữa cháy cơ sở. Mình là chia làm 3 ca, lúc nào trực 24/24. Hàng ngày đi kiểm tra các cái trang thiết bị và ngăn ngừa rủi ro của hệ thống của tòa nhà. Hoạt động hướng dẫn thực hành kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ được Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ duy trì đều đặn vào chiều tối tất cả các ngày trong tuần từ đầu năm 2024 tại các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn Hà Nội. Theo đánh giá của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, nhiều vụ cháy thời gian qua cho thấy người dân còn thiếu các kiến thức, kỹ năng, nhất là cách thoát nạn an toàn. Do đó, việc tổ chức các buổi tuyên truyền vào buổi tối, ban đêm sẽ từng bước giúp các hộ gia đình chủ động hơn trong công tác phòng cháy chữa cháy. Qua những cái buổi trải nghiệm như thế này, người dân sẽ được trang bị những cái kiến thức, đầu tiên là kiến thức để khi mà có cháy xảy ra thì chúng ta biết sẽ phải xử lý tình huống như thế nào. Ví dụ như là chúng ta sẽ phải thực hiện các cái bước trong tiêu lệnh chữa cháy được treo ở các cái tòa nhà với từng bước cụ thể như thế nào. Và ngoài ra thì được hướng dẫn những cái kiến thức và kỹ năng thoát hiểm trong đám cháy. Mỗi buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy chỉ kéo dài trong thời gian từ 4 đến 5 tiếng. Tuy nhiên, bằng những hình ảnh sinh động, trực quan như thế này đã giúp người dân chủ động hơn trong công tác phòng ngừa. Họ không còn thờ ơ đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến với giặc lửa tại nơi mình sinh sống như trước kia.